Em chào các bác. Hôm nay em có thêm những cái đá thạch anh vụn. Đây là một cái loại mà để người ta hay đổ dưới móng nhà. Đây là những cái thạch anh tự nhiên, tuy nhiên là những cái búp của nó khá là bé. Và đặc biệt là cái loại này thì nó rẻ lắm. Em thấy người ta hay mang về đổ nền nhà này, đổ vào móng nhà các bạn. Ví dụ các bác chuẩn bị xây nhà thì như đợt tới nếu mà chẳng may mà em có ít tiền em xây nhà thì em cũng sẽ lấy đá này em thả xuống dưới móng cho nó, người ta bảo là chấn trạch, giúp cho em nghĩ là về vấn đề phong thủy rất là ok và rất nhiều người đã sử dụng. Em không hiểu lắm nhưng mà thấy bảo đổ cái này xuống móng nhà tốt lắm. Cái này có số lượng rất là nhiều và không hạn chế. Các bác có thể mua từ 5 tạ, 2 tạ, 1 tấn thì em đều là có hết. Kể cả nhiều hơn cũng sẽ có. Cái này em bán với giá là 25.000 một cân bao ship. 25.000 một cân bao ship các bạn. Các bác có thể lấy 1, 2 tạ hoặc như nào thì này em đều bao ship cho. Đây là một trong những loại đá thạch anh nó chưa đạt cái tiêu chuẩn để các bác đặt ở trên bàn. Bởi vì những cái hạt này nó rất là nhỏ. Những hạt nhỏ này thì người ta ít sử dụng ấy. Thì lấy về giải móng nhà thôi các bác. Cái này em bán với giá là 25.000 cân bao ship các bác nhá. Số điện thoại để liên hệ lấy hàng các bác có thể liên hệ số điện thoại. Các bác có thể liên hệ số điện thoại của anh chị em. Đây số điện thoại này là 0948 540 222. Số lượng không hạn chế, bao nhiêu cũng có. Ngoài ra thì còn các bác có thể kết nối Zalo với anh chị để mua những hòn đá màu, những quả cầu thạch anh. Cái này nó cũng là thạch anh à, cái này nó cũng là đá đấy các bạn, giống như miếng thịt ấy. Cùng cả những loại đá vụn này như là thạch anh hồng này, mã lão này, mắt hổ này. Đấy, những hòn đá vụn này mang về trưng bày cũng rất là đẹp. Đây là những hòn đá mà đặt những cái tiêu chí để trên bàn để chơi. Còn ở ngoài kia là đá thạch anh vụn. Được cả các bác có thể liên hệ kết nối Zalo số điện thoại trên đầu bài các bác nhé.